Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái chuỗi nhiệm vụ thức tỉnh cho môn phái Nga Mi. Ở đây mình sẽ làm môn phái Nga Mi trước nha anh em ơi. Anh em thấy là tiêu giao chúng ta cũng có một cái chuỗi nhiệm vụ thức tỉnh ở đây. Chỉ cần chúng ta kích vào nó sẽ tự chạy. Bây giờ mình sẽ đổi về môn phái Nga Mi để mình sẽ làm nhiệm vụ thức tỉnh cho môn phái này trước. Hẹn anh em môn phái tiêu giao mình sẽ ở cái video tiếp theo nha. Đổi về Nga Mi. Rồi. Anh em thấy là mình chuyển về Nga Mi, chúng ta sẽ có cái chuỗi nhiệm vụ thức tỉnh ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ rời cái đảo. Thì bây giờ mình sẽ đi đối thoại với một con NPC gì đó. Cứ việc kích vào và nó chạy thôi anh em ạ. Rồi, một cái bản đồ rất là mới lạ luôn. Không biết đây là bản đồ gì anh em ơi. Chống quơ, chống quắc, không thấy cái gì cả. Và chúng ta di chuyển đến... Đây là chu chỉ nhược gì đó. Nói chung là mình ok bỏ qua nha. Rồi anh em cứ tiếp tục kích vào đây, nó sẽ tự động đối thoại. Tiếp tục kích vào và nó chạy vào trong gia viên, nó sẽ tịnh tâm anh em ơi. Rồi mình nhận được một cái cục gì đó ở đây. Vừa mới thấy nó chui vô cái rương đây anh em ạ. Đây, mình đã có được một cái viên này rồi ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục kích vào đây nữa. Và nó lại tiếp tục chạy nữa. Hy vọng Nga Mi nó sẽ làm mới thêm chút. Ở đây là nó kêu anh em sẽ đi đào tàng bản đồ 5 lần nha anh em ơi. Mình sẽ đi đào tàng bản đồ đây 5 lần. Để anh em nhận được một cái vật phẩm tiếp theo. Như vậy cái nhiệm vụ đầu tiên của anh em đó là ngồi thiền tịnh tâm đúng không? Mình sẽ ngồi thiền tịnh tâm một lần thì chúng ta sẽ nhận được một cái vật phẩm đầu tiên này. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục đào 5 lần tàng bản đồ thì anh em sẽ lại nhận thêm một cái vật phẩm khác nữa. Anh em thấy là mình đào một cái nó đã nhảy lên vị trí số 1 rồi nè anh em ạ. Và đây là cái tàng bản đồ thứ 5. Đó. Bây giờ nó sẽ tự động về để nó sẽ trả nhiệm vụ cho anh em đây. Ok. Rồi bây giờ bắt mình làm cái gì đây? Nhiệm vụ tiếp theo là mình sẽ đi làm một hoàn thành một cái lăng tuyệt phong nha anh em ơi. Mình sẽ làm lăng tuyệt phong ở đây. Có lẽ bây giờ mình sẽ tìm team để mình hoàn thành cái lăng tuyệt phong này. Rồi mình đã làm xong cái nhiệm vụ đó là lăng tuyệt phong rồi anh em ơi. Nói chung là chúng ta chỉ cần báo danh vào được cái bản đồ lăng tuyệt phong thì anh em sẽ lập tức là nhận thêm một cái vật phẩm cho cái nhiệm vụ nữa. Hình như nó chính là cái này anh em ạ. Hình biểu tượng đầu của một con trâu đây. Bây giờ mình sẽ tiếp tục kích vào nhiệm vụ để xem là nó sẽ yêu cầu mình làm cái gì tiếp theo nha. Chắc chắn là sẽ chạy về cái con NPC này để đối thoại. Rồi tiếp tục và cô nương ấy sẽ lại bắt chúng ta làm cái nhiệm vụ gì tiếp theo đây. Rồi đây là cái nhiệm vụ trừng ác nha anh em ơi, mình sẽ làm cái nhiệm vụ trừng ác. Như vậy là mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ trừng ác và sau khi làm xong cái nhiệm vụ này thì mình sẽ nhận được thêm một cái như thế này nè anh em ạ. Cái hình biểu tượng đang ngồi thiền, cái này đúng ra là tịnh tâm nó sẽ hợp lý hơn ha. Thôi mà kệ đi ha. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cái nhiệm vụ tiếp theo, đó là nó yêu cầu mình phải tham gia một lần thủ lĩnh giả ngoại nên em ơi. Bây giờ có lẽ là mình sẽ chờ cho đến 6 giờ chiều để tham gia tiếp tục để hoàn thành cái nhiệm vụ này. Mình đã làm xong nhiệm vụ thủ lĩnh giả ngoại rồi thì nó sẽ cho mình một cái viên với hình con khỉ đây anh em ạ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu trả cái nhiệm vụ này xem để là nó có yêu cầu mình tiếp tục nữa hay không nha. Kích vào nhiệm vụ thì nó lại hiện lên mấy cái này. Chúng ta có lẽ là mình đã thu thập đủ 1, 2, 3, 4, 5 cái. Bây giờ anh em kích vào cái nhiệm vụ ở đây ha. Thì nó sẽ tự động chuyển về cho chúng ta cái rương. Có nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ kích vào đây. Chúng ta kích vào nút này. Đó. À mình phải dùng từng cái anh em ạ. Như vậy là chúng ta sẽ tô điểm lên từng cánh hoa sen ở đây. Kích vào từng cái này chúng ta dùng từng cái. Đó anh em thấy không? 1, 2, 3. Tiếp tục có thể là cánh này. Đó, đúng là cánh này rồi anh em ơi. Và cái cuối cùng thì là cánh nào ta? Cái cuối cùng đó là cánh này. Làm gì đây anh em ạ? Kích vô đây ha. Sau khi mà mình dùng xong 5 cái viên đó thì mình sẽ kích vào cái nhiệm vụ thức tỉnh tiếp tục bên này. Kích vào và nó sẽ lại tiếp tục chạy đến cái con NPC chu chu gì đó, chu mỏ hay là chu mông không biết luôn anh em ạ. Rồi, đối thoại tiếp tục. Và bây giờ bạn sẽ yêu cầu chúng ta như vậy là mình đã thức tỉnh được rồi anh em ạ. Như vậy tổng kết lại 5 nhiệm vụ cho môn phái Nga Mi thức tỉnh bao gồm: nhiệm vụ đầu tiên đó chính là ngồi thiền tịnh tâm, nhiệm vụ thứ hai đó chính là đào 5 cái tàng bản đồ thường, nhiệm vụ thứ ba đó chính là tham gia một lần lăng tuyệt phong, nhiệm vụ thứ tư đó chính là tiêu diệt 5 con trừng ác và nhiệm vụ thứ năm đó chính là tham gia một lần thủ lĩnh giả ngoại. Rồi anh em thấy bây giờ mình đã chuyển về Nga Mi thức tỉnh rồi và chúng ta có cái chiêu đó là củ âm chân kinh. Wow, tuyệt vời đúng không em ơi? Như vậy là mình đã hoàn thành cái chuỗi nhiệm vụ thức tỉnh cho môn phái Nga Mi.
Hy vọng những cái thông tin mình vừa chia sẻ sẽ giúp ích cho anh em trong quá trình trải nghiệm game Võ Lâm Truyền Kỳ Bộ Bài nha. Và nếu như anh em yêu quý cái video này, hãy cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.